Hello, chào mừng cô chú anh chị đã trở lại kênh Nhân Xuân TV nha. Hôm nay em trai sẽ dắt cô chú anh chị đi đồng. Đi đồng có gì mới mẻ không? Cô chú anh chị đã xem qua clip em nhiều lần rồi sẽ biết. Hiện tại giờ nó rất là mới mẻ nha. Đây. Dạ. Đây là dưa gang. Đây. Dưa gang mới trồng chắc có khoảng nửa tháng nay mà lên cỡ này. Và thứ hai là mít nè. Mít là em với cha bữa xuống là không có quay lại cho cô chú anh chị xem được. Mít ruột đỏ xuống ngày nhân vía bà, trăng xuống 2 ngày là ngày 23 và ngày 24 âm lịch nha. Đây, cô chú anh chị thông cảm là tại vì không có ai mà quay được giờ á, tại lo làm không à. Em thì có mình nên nè, solo à. Tổng cộng hết trơn được 155 gốc. Trồng hết luôn, với lại dừa dừa chắc được ba mấy gốc á, dừa xiêm lùng á. Ông cha ông xen canh vô đây dưa gang trái dài á. Mấy cái cỏ này bữa tính mằng mà cha không có cho, để cho mấy cái gâu của dưa gang nó bám vô gió không có lặt được á. Thấy có mình nên không có quay được, rồi nếu mà em quay rồi ai trồng đó. Nếu để mà anh cha chồng là biết chừng nào. Còn mấy cái đu đủ nè, đu đủ chồng mà đợt bữa xuống 200 cây. Cái bờ bên đây thì còn được mười mấy 20 gốc á. Còn phía bờ cặp bờ đê bên đó thì thôi gọi luôn đi, nó trụi lũi hết trơn rồi. Phải 200 gốc mà không bị chuột ăn nó cũng ngon rồi. Này, lên tốt ghê luôn á. Cái này là bỏ thí không chăm sóc luôn nha. Tưởng đâu là nó rụi hết rồi, đâu có chăm sóc gì đâu. Đây nè, lấy đại mở lên cái gì nó tốt nè. Cái này quá quá tốt, có bông luôn nha cô chú anh chị, nhiều bông lắm. Dưa gang bữa phải còn 200 cây mà cỡ này không nó đã gì đâu á. Tại ra ngoài còn được mười mấy cây bờ bên kia nữa. Dưới này thì ít bữa nữa trồng dưa ta nói về xịt được mấy bữa rồi kia rồi chuột nó cũng giảm nhiều lắm rồi. Trời ơi, bữa nay nó bò xuống nước hết rồi mấy cái bầu cái dưa gang. Đang chút em vô em khều lên hết, khều cho nó bò lên chứ nằm dưới ốc liếm hết trơn, ốc nhiều lắm. Trời ơi, cây cũ nè không chăm sóc luôn á. Chứ anh chị xem ơi, chắc các bạn bằng cái chỗ gốc đó nè. Như gì mà 200 gốc chọc ngon luôn. Cái này thì cá thì thôi gọi luôn, qua xin lục bình của ông chú luôn. Cá gì là loại gì đó gọi lạ mắt tiêu à. Đây, trồng hai bên mé. Cô chú gì thấy gió không? Gió mà cái con diều nó bay mà cắn răng rồi, cô chú thấy không? Ủa, sao nó không thấy vậy trời? Con diều nó bay mà nó cắn răng nó chịu lại, cắn lại. Tại gió mạnh quá. Này, trồng phía mé mé này. Cái mé này rụi hết rồi. Dưới này thì bây giờ không biết trồng cái gì dưới này nữa, cứ đường nước chạy là lên cái này không biết trồng cái gì. Để dắt cô chú anh chị đi vòng nha. Đây, vú sữa, không biết vú sữa gì nữa mà ông cha ông mua 5 cây mà trồng được 3 cây, còn 2 cây rồi. Cái này buổi sáng á, hơi trái ánh nắng à, cô chú chị thông cảm nha. Thì sáng ở quê có gì không á, sáng mở mắt ra ăn sáng xong rồi vô đồng làm lần giặt ở đây đó. Chiều làm tiếp. Có cây cầm như vậy á, nó mới chịu được, chịu nó cứng cái cây mít được. Thì trước mắt thì em bà nó tiêu rồi, không bắt con chuột.
cho em trồng thì em sẽ nịt mấy cái này kêu một cái gì không biết nữa cho có đừng có gió đừng có lặt. Mít này cái gì nó mít đu đủ rồi, láng đấy là trồng cũng cái dừa trồng cũng ngon lắm á, có cái là bằng ruộng rồi á đốt gom á, chết đi sống lại chết đi sống lại làm hoài. Mệt quá em luôn. Cái này á, là trồng hôm bữa là em có đào lỗ sẵn rồi. Đào lỗ sẵn rồi để cho với phân bò vô. Sáng trời trong xanh. Ngày hôm qua em vô tưới nước. Chiều là giả đám mưa cái tới phía. Dừa. Chứ được ba mấy gốc dừa. Mệt. Mấy cái bờ này là không còn một cây đu đủ luôn á. Con ốc này con chuột lợi hại thiệt đó. Quay xong rồi em sẽ đi xuống đó em lấy mấy cái đọt đọt như gan lên để hâu ốc nó liếm còn miếng á, con nhúc đem vô đây trồng nó được từng lãi nó tốt xanh đông nó ngon rồi dốc cuột lại ốc có liếm còn cái chìa không ác thiệt. Đó, đất của em đó. Đây phạm vi hết luôn được 3 công. Được mấy cái dừa sim. Không biết chừng nào ở đây. Được ăn. Còn dưa mít này tin nó dấu rồi. À, mít này nghe tình báo nói là 18 tháng là có thu hoạch nha. Mít này cái giá nó cũng như vàng vậy đó, lên xuống. Hôm bữa hỏi là 29.000 một cây. Rồi ông cha ông tưởng đâu là mẹ đặt. Mẹ tưởng ông cha đặt tận tháng mấy. Sao thấy lâu quá điện hỏi người ta lại. Ta nói có ai đâu mà đặt đâu. Anh gia giờ đặt lợi cây có 25.000. Đặt 200 cây. Đỡ tốt. Nhiều tiền ta? 4 4 28 800.000. Đây là cây 4.000 hay 200 cây phải không ta? Ừ đúng rồi, 8.000. Mít cỡ này cỡ này. Cái này sau này lên một lớp dây nữa. Này. Hiện tại là dây ở dưới này sẽ lên đây lớp cho nó cao, rồi xong rồi sẽ buộc chịu nhẹ lên. Nhẹ là đứng cho nó nguyên. Hiện tại nó cao quá là gió là giật cấp 3 đến cấp 4 là cấp 5 đến cấp 7 là biển động nhẹ là quay ngang là nó bay á. Chứ ngoài kia kìa, xíu nữa em quay đủ đủ. Một mớ thì giống 200 cây thì đem vô đồng Huy Hinh. Còn đi mua chia lại thì cũng 200 cây nữa mà trong cái vận chuyển á. Đó, nó dòng lắc này kia đổ lụm hết cũng mấy cây à. Thứ nhất là quay cho cô chú anh chị xem, thứ hai là em sẽ để làm kỷ niệm, sẽ để cái cột mốc này sẽ từ đây tới thu hoạch đó là bao nhiêu ngày đó. Em gì mở cho Bình Dương chính mà về 1 tháng 4 mà bây giờ tháng 6 à, cũng 2 tháng mấy rồi, nghỉ lái xe rồi, lái xe công ty nghỉ lái rồi về đây làm. Ôi cô chú anh chị thấy không, cái là cá nút cái cỏ nó giật. Cô chú anh chị yêu mến em thì đăng ký với lại có xem được á, đăng ký và chia sẻ cho em á, rộng rãi lên, đang có điều kiện đang em sắm thêm sửa thêm nhiều cái dụng cụ và để làm bên YouTube á, để cho nó im hơn sáng hơn. Phải dùng mic. Đây đu đủ đây. Đây. Cánh đu đủ bên đây là của em ương. Bầu á, bầu bên đây là bầu, bên đây là đu đủ là mình bầu, đu đủ bên đó là mình mua. Đó. Cũng có một số cây nó quẹo mà đứng hết rồi.
Đây, vú sữa gì đây. Biết nữa. Quên lấy cái cây khều khều mấy cái đọt bầu của cái đọt ấy lên mới được. Để không mấy ốc nó ghẻ hết. Rồi em sẽ kết thúc clip tại đây nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em nha. Và xin hẹn cô chú anh chị vào clip tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại. Bye bye.